Ngày 27 tháng 9, Công an quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Vũ Văn Bằng, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Thái Nguyên để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, chiều ngày 19 tháng 9, giáo viên của trường trung học cơ sở Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, phát hiện phòng vi tính ở tầng 4 bị phá ổ khóa. Qua kiểm tra, giáo viên phát hiện 92 bộ máy vi tính của hai phòng tin học tầng này bị tháo nắp hộp CPU và bị mất trộm chip xử lý cùng thanh RAM. Tổng tài sản bị mất khoảng 200 triệu đồng. Qua điều tra, công an xác định một thanh niên mang 3 chiếc ba lô đi tới ngôi trường này. Sau khi thực hiện vụ trộm, Bằng không có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh và công an phát hiện Bằng đang ở khách sạn tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ngày 21 tháng 9, trinh sát ập vào khách sạn trên bắt giữ Bằng. Bằng khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi trộm cắp. Tổng số tiền Bằng bán được gần 150 triệu đồng và tiêu xài tới thời điểm bị bắt còn 16 triệu đồng. Qua trích lục hồ sơ, Bằng có tiền án về hành vi bắt cóc trẻ em. Hiện công an đang điều tra mở rộng.